Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng giá bất động sản tại khu đông vẫn tiếp tục tăng. Từ đầu năm 2020, một số dự án có tiềm năng và sở hữu vị trí đẹp tại quận 2, quận 9 đã có những tín hiệu giao dịch trở lại. Sự phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng ở khu đông, đặc biệt các công trình trọng điểm đang được đầu tư hoàn thiện như tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ tạo nên diện mạo chỉnh chu cho hạ tầng giao thông, đưa giá bất động sản ở khu vực này cũng liên tục tăng trong khoảng 3 năm trở lại đây. Theo nghiên cứu của CBRE, mặt bằng giá nhà đất ở một số khu vực quận 2, quận 9 tăng gấp 2-3 lần trong khoảng 3 năm qua. Lý do khiến giá bất động sản quận 2 luôn ở mức cao bởi nguồn cung khan hiếm do quỹ đất không còn nhiều và thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các thủ tục pháp lý đầu ra cho dự án nhà ở. Mặt bằng giá hiện nay tại quận 2 đã ở mức 65-90 triệu một mét vuông, thuộc hàng top trên thị trường thành phố. Trước bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, trong khi tiềm lực phát triển còn rất lớn, những sản phẩm được chào sân tại quận 2 vào thời điểm này sẽ thu hút khá nhiều nhà đầu tư mong muốn sở hữu. Theo RioLand, đơn vị ghi dấu ấn trên thị trường bằng việc phát triển thành công hàng loạt dự án ở khu đông, cho hay căn hộ cao cấp tại quận 2 sẽ là phân khúc được cả người mua ở và nhà đầu tư tìm kiếm hàng đầu vì tính thanh khoản cao và giá trị gia tăng bền vững. Đây chính là lý do mà RioLand tiếp tục chuẩn bị chào thị trường thêm dự án căn hộ Gracia ở vị trí đắc địa tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Định, ngay cửa ngõ đô thị Thủ Thiêm tại trung tâm quận 2. Được kiến tạo theo tiêu chuẩn cao cấp, thiết kế tinh xảo, số lượng có hạn chỉ có 300 sản phẩm, RioLand kỳ vọng Gracia sẽ trở thành tâm điểm đón trọn mạch sống phồn vinh khi thành phố sáng tạo phía đông bước vào kỷ nguyên phát triển vượt bậc. Sự góp mặt của Gracia tại quận 2 như một động thái tích cực kích thích thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và phục hồi mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.